Chí lên sóng, Trịnh Sảng gây sốt với vẻ đẹp thanh xuân trong veo. Sau khoảng thời gian dài mong ngóng, cuối cùng vào tối 11 tháng 6, các fan cũng được đón xem Hạ Chí chưa tới, tác phẩm phim thanh xuân đáng chú ý nhất mùa hè này. Trước đó, nhà sản xuất phim đã khiến fan mãn nhãn với những hình ảnh và trailer lung linh về thời thanh xuân, nên học đường qua sự diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đang lên là Trần Học Đông, Bạch Kính Đình cùng nữ thần thanh xuân Trịnh Sảng với nét đẹp ngây thơ thuần khiết trong mái tóc ngắn trẻ trung. Trong phim, Trịnh Sảng đóng vai Lập Hạ, một cô nữ sinh trong sáng hiền lành với thành tích xuất sắc của mình đã thi đậu vào trường trung học hàng đầu quốc nội. Trong chính ngôi trường ấy, Lập Hạ quen biết Phó Tiểu Tư do Trần Học Đông thủ vai và Lục Chi Ngang do Bạch Kính Đình đóng. Sau đó, cô đã thích Phó Tiểu Tư, nhưng vì hiểu lầm, cuối cùng họ không thể đến được với nhau. Với ngoại hình tương xứng, Trịnh Sảng và Trần Học Đông hứa hẹn sẽ trở thành cặp đôi gây bão trên màn ảnh nhỏ thời gian tới. Đồng thời, cả hai cũng được kỳ vọng sẽ mang tới thành công lớn cho Trịnh Sảng sau tiếng vang của bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên mà cô hợp tác với bạn diễn Dương Dương vào năm 2016. Dù còn vấp phải nhiều tranh cãi về diễn xuất cũng như một số phê bình về biểu hiện tính cách trong cuộc sống cá nhân, nhưng quả thật, phải thừa nhận Trịnh Sảng vẫn là cái tên cực hot trong giới showbiz ở thời điểm hiện tại. Với tạo hình nữ sinh mang nét đẹp trong trẻo ngây thơ, trong Hạ Chí chưa tới lần này, có lẽ nàng tiểu hoa đán 9X sẽ còn đốn tim rất nhiều người hâm mộ trong mùa hè năm 2017. Bộ phim hiện đã được phát sóng tại Đại Lục và không lâu nữa thôi, khán giả sẽ có những đánh giá khách quan nhất về biểu hiện của Trịnh Sảng trên màn ảnh lần này. We'll be right back.